sinh thời, nhà văn Võ Quảng không chỉ được các thế hệ tuổi thơ Việt Nam yêu quý, ông còn có một cuộc đời vô cùng bình dị, thanh cao, một cuộc sống đầy ắp tình yêu thương, kính trọng từ gia đình, đồng nghiệp văn chương và bạn bè thân hữu. Với nhiều thế hệ nhà văn Việt Nam, ông như người cha, người anh, đôn hậu, tận tâm, một nhân cách cao đẹp về lẽ sống ở đời, đáng ngưỡng mộ. Với gia đình, Võ Quảng có một người vợ, bà Phương Thảo, người cùng quê Đại Lộc rất mực, thủy chung, chia sẻ và đồng hành cùng ông trên mọi phương diện. Họ là một đôi thanh mai, trúc mã từ thuở thiếu thời ở quê nhà. Ở Huế, khi ông là học sinh quốc học, còn bà là nữ sinh Đồng Khánh. Tình yêu của ông bà rất đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc cho con cháu trong gia đình và những ai từng quen biết. Họ mãi mãi ở bên nhau, cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay rời cõi trần gian, cũng không thể xa nhau khi cùng nằm giữa nghĩa trang Vĩnh Yên, cách xa Hà Nội hàng chục cây số. Cuộc đời nhà văn Võ Quảng quả là một câu chuyện lạ. Ông sinh ra ở Quảng Nam, hoạt động cách mạng ở Huế, Đà Nẵng, làm việc tại Hà Nội. Và khi xong việc rồi, ông đã chọn mảnh đất êm đềm Vĩnh Yên này để yên nghỉ ngàn thu. Đúng như câu thơ ông từng viết trong bài Anh Đom Đóm: tắt ngọn đèn lồng, đóm lui về nghỉ.